Con nói chuyện hay là con có muốn suy nghĩ một cái điều gì lớn thì cái sức của mình nó không kém, cho nên là thường tâm lý là mình hay cảm thấy là mình tự trách bản thân sao mà mình kém cỏi quá. Xong bây giờ là huyết áp cô ổn định hơn đúng không ạ? Còn riêng con á, huyết áp của con là xưa giờ không đo cũng biết là tầm 90 chứ chưa bao giờ mà nó cao hơn. Có những lúc mà mệt hay là đuối thì huyết áp con chỉ còn là 80 mấy, 70 mấy. Thậm chí là khi mà đo thì người ta hỏi con là sao cũng sống được. Có thể là do cơ địa từ nhỏ, nhưng mà con thấy là huyết áp thấp cũng khó sống lắm, tại vì cái hơi sức của mình nó kém lắm, mình giống như là cái con cá mà nó hấp hối, nó bị đưa lên bờ không có ở trong nước để đẩy bùng á, thành ra con làm cái gì con sẽ dễ mệt hơn người khác. Con nói chuyện hay là con có muốn suy nghĩ một cái điều gì lớn thì cái sức của mình nó không kém, cho nên là thường tâm lý là mình hay cảm thấy là mình tự trách bản thân sao mà mình kém cỏi quá. Thì khi mà trải nghiệm ở đây ngày đầu tiên, nói chung là 2 3 ngày liên tiếp luôn, là con thấy là mình ăn khá là ít, cho nên mình có cảm giác là đói 2 đêm thức trắng. Thì cái ngày thứ ba là con thấy là hầu như là tụt sức rồi. Cái hình như là anh Phúc anh đo cái áp cho con, nhưng mà không nói cái áp con là bao nhiêu, chỉ cho nằm một cái mũ mà không thôi. Và cũng rút kinh nghiệm là do mũi nhiều quá cho nên con ra ngoài con mua cái mù con trên con mắt. Thì tối hôm qua con ngủ rất là ngon, sáng nay mọi cái thứ con cũng hòa nhập và làm theo phương pháp của bạn Sơn cũng như là thầy hướng dẫn. Thì có những cái mà con khá là ngạc nhiên, tại vì con hay để ý quan sát từng ly từng tí hành động cử chỉ của mình có gì khác hay không. Con ngạc nhiên cái đầu tiên á là có những lúc con đói, nhưng mà bình thường nếu mà con đói là con rất là lủng lủng chân tay và đổ mồ hôi và rất là mệt. Nhưng con lạ lần này khi con đói con không có bị là đổ mồ hôi hay là con bị bủn rủn chân tay là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà thiền á, hồi xưa nếu mà con ngồi con nhắm mắt con quan sát hơi thở của mình là hầu như là con chỉ cần 1 phút 2 phút sau là con đã bắt đầu là thấy khó thở và bắt đầu là bị chóng mặt rồi, nó xây sẩm mặt mày rồi. Mà chiều nay chắc chị ngồi kế bên cũng thấy, hoặc là chồng con đi cùng với con,